Con cháu của tôi, cháu của tôi bị sao thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tỉnh dậy đi con ơi. Nhanh lên mọi người ơi. Nhanh lên mọi người ơi. Nhanh lên. Nhanh lên bác sĩ ơi. Nhanh lên bác sĩ ơi. Tỉnh lại đi con ơi. Cho cháu của tôi. Chạy đi, chạy nhanh đi bác sĩ ơi.